sau cải cách tiền lương ngày 1 tháng 7 năm 2024, sẽ bãi bỏ tất cả các cơ chế thu nhập đặc thù. Theo nghị quyết số 27 NQTVK, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 sẽ thực hiện chính sách về cải cách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó có quy định bãi bỏ tất cả các cơ chế thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước. Theo đó, đối với các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước của Trung ương đang thực hiện các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù, từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hàng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng trên tháng theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức. Tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 12 năm 2023, không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch, bậc khi nâng ngạch, nâng bậc năm 2024. Trường hợp tính theo nguyên tắc trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm năm 2024 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung thì chỉ thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung để bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất. Không tiếp tục áp dụng cơ chế đặc thù hiện hành đối với phần kinh phí thường xuyên theo cơ chế quản lý tài chính đặc thù, chi hoạt động, tăng cường năng lực, hiện đại hóa, bảo đảm hoạt động chuyên môn của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, do Chính phủ tổ chức thực hiện và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 8. Quốc hội giao các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định, cho phép tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương dành để cải cách tiền lương như quy định tại khoản 2 điều 3 của nghị quyết số 34/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội. Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024. Nghị quyết của Quốc hội quyết nghị tổng số thu ngân sách trung ương là 852.682 tỷ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là 848.305 tỷ đồng. Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương đến hết năm 2023 còn dư chuyển sang bố trí dự toán năm 2024 của một số địa phương là 19.040 tỷ đồng để thực hiện mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng trên tháng. Tổng số chi ngân sách trung ương là 1.225.582 tỷ đồng, trong đó dự toán 426.266 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, đã bao gồm khoản bổ sung cân đối tăng 2% so với dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương, đã bao gồm khoản bổ sung có mục tiêu cho một số địa phương để bảo đảm mặt bằng. Dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2024 không thấp hơn dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2023. Quốc hội giao Chính phủ giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo đúng quy định của luật ngân sách nhà nước, nghị quyết của Quốc hội và thông báo bằng văn bản đến từng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ điều kiện, trật tự ưu tiên theo quy định của luật đầu tư công, các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, thanh toán đủ số nợ đọng xây dựng cơ bản theo đúng quy định của pháp luật. Thu hồi toàn bộ số vốn ứng trước còn lại phải thu hồi trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 đến 2025. Bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2024, vốn đối ứng các dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, vốn ngân sách nhà nước tham gia vào các dự án PPP, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch, các dự án chuyển tiếp phải hoàn thành trong năm 2024. Cùng với đó, bố trí vốn theo tiến độ cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án kết nối có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội nhanh, bền vững. Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, số vốn còn lại được bố trí cho các dự án khởi công mới đủ thủ tục đầu tư theo quy định pháp luật,